Hiện nay nhiều thông tin về các loại thuốc trong đó có thuốc cảm cúm giúp phòng ngừa thậm chí là chữa khỏi bệnh do Covid-19 xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia y tế thì đây là thông tin không có căn cứ. Nếu như cảm cúm sốt thông thường không mắc phải những nhiễm trùng nghiêm trọng, cơ thể sẽ đỡ dần nếu được điều trị bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thậm chí nhiều trường hợp không cần dùng thuốc, chỉ nghỉ ngơi và uống đủ nước, cảm cúm sẽ dần thuyên giảm trong vòng 3 đến 5 ngày. Tuy nhiên, nếu bị nhiễm Covid-19 việc uống thuốc thông thường sẽ không làm tình trạng bệnh đỡ hơn. Bên cạnh việc thân nhiệt tăng cao bất thường, COVID-19 sẽ tấn công mạnh vào hệ hô hấp, gây viêm phổi nên dẫn đến tình trạng thiếu oxy, khó thở rõ rệt. Đây là một dấu hiệu mà cảm cúm thông thường không có. Đặc biệt ở những người có sức đề kháng kém, những người mắc bệnh mạng tính như tiểu đường tim mạch thì tình trạng bệnh dễ trở nặng và gây tử vong.